năm cây sẽ ship 10 cây bao phí ship ha. Thì coi như là đây là một cũng một trong những cái nhà vườn cái giá cũng vừa phải, cũng vừa giá vừa chơi cả nhà. Ồ, cả nhà mình thấy không, lựa 5 cây như thế này mà có năm 50.000 cây, 5 cây thì 250, nếu như 250 tiền ship nữa là 300 đó. Còn như cả nhà mình lấy chục cây 500.000 thì nhà vườn chịu ship cho ông ta luôn. Nhà mình thấy xuất sắc chưa? Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em. Thì hôm nay em có đến vườn mai Huy Dũng tại xã Tân Thiền, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để quay cho cả nhà mình cùng giao lưu với nhà vườn mình một lô mai ghép là gồm có dảo Thủ Đức nè, với dảo Đa Phúc, quấn rễ rất là đẹp luôn và cái giá thì cũng rất là hữu nghị luôn ha. Thì đây bên nhà vườn mình những cái hàng trái bí lớn nè, rồi lò xo lớn giao lưu chúng ta giá là 50.000 đồng một cây, 5 cây sẽ ship và 10 cây bao phí ship ha. Và đây ở đây cả nhà mình thấy á, là cái củ đế của nó nè cả nhà. Mình thấy nó lòi ra khỏi cái muốn lòi ra khỏi cái bịch mai luôn nè. Mai này đế rất là đẹp luôn. Thì nó chỉ có hai loại thôi. Thì khi mà chúng ta mua cái số lượng nhiều á thì bên nhà vườn sẽ có cái giá ưu đãi nhất cho chúng ta ha. Này ví dụ như cả nhà mình mua ít ít về trồng mà chơi Tết á thì cái giá là 50.000. Ví dụ như cả nhà mình lấy được số nhiều á thì về trồng á, tại lúc này đầu mùa mưa nè. Chúng ta trồng cái cây nó đặt xuống là nó hết liền ha. Đây cây đang rất là mạnh, rất là sung mãn nha, cây cứng cáp. Thì những cái gốc ở đây thì nó bằng mấy ngón tay mà cả nhà coi, nó bự chảng nè. Thì 50.000 đồng một cây. Những cái hàng này lúc trước đó cả nhà, trước mà nó lúc nó còn đang sốt giá là cái phôi thôi nha, cái phôi thôi là nó cũng nằm giá 50.000 rồi đó, thời điểm mà cái phong trào mà làm đế mới rầm rộ á. Nhưng mà cái trái bí này thì trái bí đẹp nè, trái bí lớn nè, cả nhà mình thấy nó lòi ra muốn khỏi miệng bịch luôn nè. Thì ở đây là có đây coi, bí nè, lò xo, rồi có bính nữa nè, đủ loại ha. Rồi cả nhà thấy to đùng ha. Thì ví dụ như cả nhà mình thích cây cao thì nhờ nhà vườn lựa cây cao, thích cây thấp thì lựa cây thấp ha. Thì ở đây chỉ có hai giống nó thuộc dòng dảo thôi mà, chúng ta về trồng nuôi lâu dài cũng ok. 50.000 đồng một cây. Thì 5 cây sẽ ship, 10 cây bao phí ship, coi như là 500.000. Thì chúng ta sẽ có năm có 10 cây, 500.000 sẽ có 10 cây để đẹp như thế này đây. Thì như cái này là Thủ Đức nè, thì cái chiều cao của nó là cao tầm khoảng 4 tấc nha, nó dao động tầm khoảng 3 tới 4 tấc, 3 tới 4 tấc, nhưng mà nó đều đều thì 4 tấc nhiều, cũng có số 3 tấc. Tuy nhiên thì có một số cô chú anh chị mình lại thích những cây lùn, không thích cây cao thì nhờ nhà vườn chọn lùn rồi ha. Gốc to đùng đùng vậy nè, 50.000 đồng một cây, rất là dễ chịu ha. Ồ, cái cũ nó cái này cái lò xo nó như cái phuộc xe Honda vậy nha cả nhà, chứ không phải như cái ruột gà của cái cây viết viết mực của chúng ta ha. Đấy. Rồi thì em xin nhắc lại ha, thì bên nhà vườn mình sẽ giao lưu hôm nay giao lưu với chúng ta một cái lô mai quấn rễ rất là đẹp như trước mắt chúng ta đây, giá là 50.000 đồng một cây ha. 5 cây sẽ ship và 10 cây bao phí ship. Và cái thứ hai nữa thì bên nhà vườn sẽ có giao lưu chúng ta cái hàng gốc giống vậy luôn, gốc giống vậy luôn nhưng mà chưa ghép. Thì bên đó thì hiện tại nó cao tầm khoảng 8 tấc tới 1 mét nha cả nhà, 8 tấc tới 1 mét. Thì bên nhà vườn giao lưu chúng ta giá 10.000 đồng một cây. Thì 50 cây sẽ ship và 10 cây 100 cây bao phí ship nha. Thì cũng cái hàng y gan vậy luôn nhưng mà chưa ghép ha. Thì chút xíu nữa em sẽ qua nó quay cho chúng ta xem thì như bên kia thôi. Nhưng mà cái hàng này thì gốc nó đẹp nha cả nhà, đừng so sánh như hiện tại thời giá bây giờ thì cái giá năm nay thì nó hơi nới. Hồi đó thì có nhiều nhà vườn thì bán cây ghép cũng ghép như thế này nhưng mà cái giá nó nới, nhưng mà cái gốc không đẹp bằng cái lô này đâu, lô này gốc rất là đẹp luôn ha. Đây là cả nhà, thì những cái gốc ở đây thì nó bằng khoảng điếu thuốc ha, điếu thuốc này nhỏ hơn cái hàng ghép rồi xíu, tầm khoảng điếu thuốc đây, cái viết tới điếu thuốc ha. Đây cái lò xo bên dưới nó to đùng bên dưới này nha, lò xo rồi tái bí rồi cũng quấn đủ loại kiểu như bên kia nha cả nhà. Mà giờ cái này nó nằm chìm bên dưới đây, con số nó lòi lên cả nhà thấy ha, đó lò xo bự chảng nè. Cái này ví dụ như cả nhà mình không có trồng mai ghép thì mình trồng cây riêng, thì cây này cái lô này cũng ngon lành này, nhà vườn đem về nhổ định ghép nè, chưa ghép nè, không có túi phân phướng này, về chúng ta đặt xuống là nó hết nè, cả nhà mình thấy ha. Đây nè, thì nó lồi lên hết nè,
lò xo bự chảng nha cả nhà, bự chảng luôn đấy. Thì cái giá là 10.000 đồng một cây, cao để em đo thử cho cả nhà mình xem. Cây tầm tung đây, tầm tung 1 gang, 2 gang, 3 gang, 4 gang, 5 gang đó, thì nó tầm 1 mét đó. Thì gốc bự lồi cũ lên tại cái này nhà vườn hơi lấp ha, hơi lấp bên dưới chứ cái nào cũng đế đẹp hết. 10.000 đồng một cây. Wow, bên này có những cái cây rất là lâu, rất là to luôn, gốc bự chẳng vẫn đủ loại ha. Thì em xin nhắc lại cái nhà vườn mình, cái địa chỉ là tại xã Tân Thiền, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Thì cô chú anh chị mình ví dụ như có điều kiện đi ngang mình ghé mình xem thử ha, để mua ủng hộ nhà vườn. Thì thấy cái lô này cũng khá là đẹp nè, thích hợp cho chúng ta mua trồng lắm ha. Đây, các nhà mình xem nè, bí bệ đồ gì rất là đẹp luôn. Wow, cái này thì thắt bính nè, này dảo Thủ Đức. Thì có hai loại nha các nhà, dảo Thủ Đức với lại dảo Đa Phúc. Thì cô chú anh chị mình thích loại nào thì nhờ nhà vườn lựa cho chúng ta cái loại đó. Quá trời, cả nhà mình thấy cái bính nó bự hơn cái, muốn bự hơn cái bịch nè, nó lòi ra nè. Cái này đem đất trồng vài năm nó ra củ đẹp lắm, cái giá cũng vừa chơi. Ví dụ như cả nhà mình mua vậy 5 cây 10 cây gì đó, về mình vô chậu mình chơi, hoặc là mình đem đất mình trồng cũng ok ha. Đây nè cả nhà thấy, quá trời, cây bí mà nó bự hơn cái bịch luôn rồi đó. Cái này chủ nhà vô cũng cực nữa cả nhà, đem bỏ vô cái bịch này cũng cực nữa nè, đúng ra sang cái chậu to hơn chút. Nhưng mà cả nhà biết sao không, cái hàng mà vô cái chậu vậy thì nó nuôi nó khỏe, nuôi cây nó mạnh, nó không bị thối rễ đâu ha, nó vừa là không thối rễ đó. Như này là 50.000 cây, cả nhà xem nè, nó bít luôn cái bịch rồi đó. Ôi đất ơi, đã chưa, mê chưa, 50.000 đồng cây thôi đó. 5 cây sẽ ship 10 cây bao phí ship ha. Thì coi như là đây là một trong những cái nhà vườn cái giá cũng vừa phải, cũng vừa giá vừa chơi cả nhà. Ồ, cả nhà mình thấy không, lựa 5 cây như thế này mà có 50.000 cây, 5 cây thì 250, nếu như 250 tiền ship nữa là 300 đó. Còn như cả nhà mình lấy chục cây 500.000 thì nhà vườn chịu ship cho ông ta luôn. Nhà mình thấy xuất sắc chưa đó, em thì em lựa vậy nha. Còn cả nhà mình thích lò xo lấy lò xo, còn thích bính này lấy bính, rồi còn thích bí lấy bí ha. Đó, này thắt bính nè, thì nó đều vậy không cả nhà, lớn nhỏ gì trơn, chỉ có là cao thấp thôi. Cả nhà mình thích đế thì lựa đế, còn thích cao lựa cao ha. Tùy, thích gốc bự thì lựa gốc bự. Nhà vườn có khoảng trên dưới 1.000 cây, cô chú anh chị mình mua cái số lượng nhiều thì nhà vườn sẽ có giá ưu đãi nhất cho người ta ha. Thì do cái này thì cái nó cũng một hai mặt hàng, do đó thì cái clip thì em quay không có dài để chúng ta không có ngán ha. Đây, cả nhà xem đều hết ha. Cái địa chỉ thì em xin nhắc lại là tại xã Tân Thiền, Chợ Lách, Bến Tre. Thì hôm nay nhà vườn mình có hai cái mặt hàng, thứ nhất là mai ghép Thủ Đức với lại là Đa Phúc, thứ hai nữa là mai chưa ghép đây, thì cũng cái gốc cũng vậy luôn, cái loại vậy luôn, nhưng mà là chưa có ghép, nó cao tầm 1 mét ha. Thì cái giá là 10.000 đồng cây, 50 cây sẽ ship và 100 cây thì bao phí ship cho ông ta. Rồi thì thôi, em xin kết thúc cái clip tại đây. Thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh và theo dõi hết cái clip ngày hôm nay. Thì rất mong được sự ủng hộ cả nhà ha. Cả nhà mình mua đâu cũng vậy, thì có đang xem trên kênh em thì mua ủng hộ nhà vườn thì em cảm ơn rất là nhiều. Rồi, chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui ha, cũng như là thật là nhiều sức khỏe. Chào tạm biệt cả nhà.